Ngày hôm nay thì bạn nữ này muốn nhờ anh tạo ra cái cuộc gặp này của hai bạn để bạn ấy có thể thổ lộ với em một điều rất là quan trọng. Thì bây giờ là cơ hội của em, là giây phút của em hãy can đảm bày tỏ tình cảm của mình cho bạn ấy biết đi. Cố lên. Giờ em hỏi chị nhá, sau một cái thời gian dài như thế rồi, bao nhiêu năm chị em mình chơi với nhau, thân với nhau như thế rồi, chị có quý em không? Dĩ nhiên là chị quý em rồi. Vậy chị có thương em không? Chị có. Thì bây giờ em muốn là cái tình cảm này của chị em mình nó tiến xa hơn được không? Ý của em là nào? Chị vẫn chưa hiểu. Tức là em muốn chị làm người yêu của em. Chị hello, xin chào cả mọi người đã quay trở lại với channel của Hi Hip. Và ngày hôm nay thì mình lại có mặt tại phố đi bộ để tiếp tục làm chương trình ghép đôi thần tốc. Và mình sẽ bật mí cho mọi người biết là ngày hôm nay mình sẽ ghép đôi bách hợp mọi người ạ. Đó, nghe đã thấy thú vị đúng không? Chính vì cái lý do mà ngày hôm nay mình ghép đôi bách hợp ấy, nên là mình đã quyết định cố tình mặc một chiếc áo. Các bạn có thể nhìn thấy rất là nhiều bướm đúng không? Để cho nó may mắn mọi người ạ. Và ngay bây giờ thì mình sẽ đi gặp cặp đôi của ngày hôm nay, hai cô gái của ngày hôm nay để phỏng vấn họ rồi cho họ gặp nhau và tìm hiểu nhau nhá. Let's go, đi thôi. Rất là cảm ơn vì ngày hôm nay em đã thu xếp thời gian để tham gia chương trình của anh. Thì đầu tiên là em hãy chia sẻ cái lý do tham gia chương trình của em đi. Em thì em có quen một cái chị ở cùng chỗ em. Hai chị em thì chơi thân với nhau khá lâu rồi. Sau một thời gian chơi đấy thì em có tình cảm với chị ý. Thì ngày hôm nay em đăng ký tham gia chương trình là muốn anh ghép đôi cho em với chị ý, đúng không ạ? À, tức là em muốn nhờ anh để giúp cho hai người đến được với nhau đúng không? Để em có thể tỏ tình được với cả bạn đấy đúng không? Thì có một, em có biết lý do mà tại sao khi mà em nói câu chuyện của em mà anh nhận lời luôn, là bởi vì là cái thứ nhất là anh khá là có duyên với những câu chuyện bách hợp ấy, những cuộc tình bách hợp. Cái thứ hai là cái bạn mà em quen ấy thì anh cũng có quen bạn đấy một thời gian rồi. Thế nên là khi mà anh biết là người em muốn ghép ấy là bạn đấy, anh khá là thấy rất là thú vị và rất là hứng thú để ghép. Để anh nghĩ là khi nếu như anh sắp xếp cái cuộc gặp này ấy thì bạn đấy sẽ rất là bất ngờ về sự xuất hiện của em á. Nhưng mà đầu tiên thì chúng ta sẽ cùng tìm hiểu một chút về bản thân em nhá. Em hãy giới thiệu sơ qua cho khán giả được biết về em đi, em tên là gì và em sinh năm bao nhiêu, đến từ đâu ấy? Em tên Dung, em 2003. Em chưa 18. Wow. Em đến từ Sóc Sơn, Hà Nội ạ. Em hãy chia sẻ về sở thích của cá nhân em đi. Em thích ngủ, đặc biệt là thích ngủ với người yêu. Kiểu như ngủ, chỉ ngủ thôi á? Có làm gì khác không? Ngủ với người yêu thì làm gì thì không ai biết trước được. Bạn mình tin rồi. Ok, còn với sở thích nào khác không? Cứ chia sẻ thoải mái đi. Em thích kiểu đi chơi hay đi đu đưa ấy. Mời em về với đội của đi đu đưa, đi kiểu như đi, đi ngày ngủ đêm bay đi ạ. Em hãy chia sẻ về mẫu người yêu lý tưởng của em đi. Em thích một chàng trai à, hay là một cô gái như nào? Em thì cả trai cả gái em đều thích. Ví dụ như là một chàng trai đi thì em thích một chàng trai như nào? Cao hơn em một cái đầu đã. Đấy là điều chắc chắn, em muốn thế. Ok, tiếp. Cái tiếp theo là phải chiều em, hiểu em. Như thế nào là chiều em? Em thích chiều như nào nào? Kiểu em muốn gì cũng kiểu nghe theo ấy. Quá là điều bình thường luôn. Kiểu như là độ em lên đầu đúng không? Thôi lên cổ thôi đã không? À. Thế còn với gu một cô gái thì em thích một cô gái như nào? Kiểu hay nói chuyện với em, tâm sự với em mỗi bất kể mọi lúc, dù vui hay buồn như nào đấy. Đi đâu cũng ở bên cạnh nhau các thứ. Ok, thì bây giờ anh sẽ đi ra gặp bạn gái kia, nói chuyện với bạn một chút rồi sẽ cho hai em gặp nhau. Lúc đấy thì là em hãy mạnh dạn và can đảm tỏ tình với bạn đấy nhá. Cố lên. Cố lên, anh nghĩ là anh có cảm giác này ngày hôm nay sẽ thành công bởi vì anh mặc áo bướm. Thế nhá, đợi anh ở đây nhá. Cảm ơn em vì đã nhận lời tham gia chương trình của anh. Bọn mình thì cũng biết nhau rồi nhưng mà khán giả thì chưa biết về em ấy. Nên là bây giờ em hãy giới thiệu một chút sơ qua về bản thân cho mọi người được biết đi. Là em, từ là em qua đây, là em tên là gì này, em sinh năm bao nhiêu và em đến từ đâu? Hello mọi người, mình tên là Minh Hằng, mình ở Sóc Sơn. Hôm nay mình có được anh Hà nhắn tin và bảo là đến đây để ghép đôi. Thì mình rất mong là cuộc ghép đôi của mình sẽ hoàn hảo. Ok, em sinh năm bao nhiêu nhỉ? Em sinh năm 2001 ạ. Sở thích của em là gì? Dạ, sở thích của em á? Sở thích của em là được ngắm người mình yêu khi ngủ ạ. Kinh nghiệm. Ok, ngắm xong rồi còn làm gì nữa không? Dạ, còn ngủ cùng nữa ạ. Xong rồi ngủ rồi còn làm gì nữa? Làm gì thì mình sẽ biết. Ok, thế thì cũng khá là giống sở thích đối với cả các bạn mà chuẩn bị ghép với em á ngày hôm nay á.
nhưng mà em cũng anh cũng có nói với em là hôm nay là em sẽ ghép với cả một bạn nữ. Vâng ạ. Ok, thì em chỉ thích con gái hay là kiểu thích cả trai cả gái? Em thích cả trai cả gái ạ. Ok, tức là kiểu hai bạn ngày hôm nay đều là có những sở thích rất giống nhau, đều thích cả trai cả gái. Bây giờ anh sẽ dắt em đến để gặp bạn nữ đấy, để cho hai người nói chuyện với nhau. Sau đấy thì mong rằng là ngày hôm nay anh sẽ ghép thành công cho hai bạn nhá. Bây giờ em hãy đi theo anh. Ok, bây giờ hai bạn có thể bỏ bịt mắt của mình ra rồi đấy. Nhưng mà từ từ anh quay mặt lại nhá. Nào, chỉnh lại tóc tai đi nào, cho xinh gái nào. Thấy chưa? Rồi, xinh rồi, em rồi, giờ xinh. Ủa, cho nghỉ mẹ một đi. Anh sẽ đếm nhá, 1, 2, 3 rồi hai bạn quay lại nhá. 1, 2, 3, quay lại nào. Giờ này mặt trời của anh đang là ai? Thế giờ này trong trái tim em là anh? Và giờ người có thấy không? Đoạn này kiểu có gì sai sai thôi. Bình thường anh thấy như các tập khác ấy, mà kiểu gặp người quen của mình ấy thì người ta phải cảm thấy bất ngờ chứ. Mà sao anh thấy kiểu em kiểu bình thản đấy? Bất ngờ gì anh? Khuôn mặt của em bất ngờ nó như này mà. Kiểu gì? Mặt bất ngờ là như thế á? Ok, lạ ha. Vì hai bạn đã quen nhau rồi ấy, mà cùng tham gia chương trình này, nên là mình sẽ bỏ qua cái phần đầu tiên là cái phần kiểu như giới thiệu bản thân ấy. Bởi vì hai bạn là cũng quá là biết rõ về nhau rồi đúng không? Bây giờ anh có một câu hỏi dành cho cả hai bạn nhá. Hai bạn ấn tượng điều gì nhất ở đối phương? Tức là kiểu sau một thời gian chơi với nhau ấy, thì thích điều gì nhất ở đối phương? Các bạn có thể chia sẻ được không? Em có thể chia sẻ trước được không? Em thích ở bạn này ở điểm là bạn ấy cứ dở dở ôm hôm ấy anh. Nó nói cái gì? Bạn ấy cứ dở dở ôm hôm ấy anh. Ủa mình nhịn lâu lắm rồi đấy chứ. Dở dở ôm hôm là như nào? Có nghĩa là nó cứ điên cuồng lên anh ạ. Chỉ ra mày chọn cái chết. Nó bị chập đi anh ạ. Là do bạn không chơi đồ đấy bạn ạ. Thế còn em thì sao? Em thích điều gì nhất ở bạn gái này? Em thấy kiểu chị không giống người. What the hell? Không giống người là sao? Như kiểu là ở thế giới bên, kiểu không phải ở thế giới này ấy. Bây giờ thế giới nào? Trong tim em đấy. Thả thính ghê á. Chúng ta sẽ đi vào một phần gọi là khá là thú vị đầu tiên của chương trình, đó chính là phần cảm nhận. Thì ở phần này bình thường là bạn nữ sẽ nào. bạn nữ sẽ đặt tay lên trái tim của bạn nam nếu như bình thường á, nhưng mà ngày hôm nay ghép đôi là hai bạn nữ, cho nên là anh cũng muốn một cái màn gọi là bạn nữ sẽ đặt tay lên trái tim của bạn nữ còn lại. Thì trái tim lên ngực của anh, lên trái tim. Dung sẽ là người đặt tay lên trái tim của Hằng nhá. Trong vòng 10 giây. Tim bên nào thích sờ bên nào thì sờ. 10 giây nhá, anh sẽ đếm. Đấy, đúng rồi, tim chưa? Đã thấy nhịp đập chưa? Ok, bắt đầu nhá, anh sẽ đếm nhá. Nhìn vào mắt nhau nhá, trong vòng 10 giây. Sau khi em được đặt tay lên trái tim của bạn nữ này ấy, thì em có cảm giác gì không? Xôi, rất ngon. Em ấy vẫn thế mà, chả có gì khác. Nghĩa là sao? Ngày nào cũng sờ quen. Ui, kinh ghê. Ngày nào cũng sờ? Thì hay nằm với nhau thì sờ. Cứ chưa gặp cái trường hợp nào mà nó như thế này. Hay nằm với nhau là cứ phải sờ được à? Hóa ra con gái có sở thích đấy à? Kiểu... Con nào cũng như con nào. Amazing, good job em. Ok, được. Thế còn em thì sao? Em có cảm giác gì sau khi được bạn gái này chạm vào trái tim của mình? Em run lắm anh ạ. Run đúng không? Vâng ạ. Bình thường thì sờ bình thường tí đâu, em cảm thấy sợ, run ý. À, hôm nay có một cảm giác sờ rất là lạ đúng không? Thế thì chúng ta sẽ đến với phần tiếp theo của chương trình nha. Phần tiếp theo là một phần thử thách của chương trình đặt ra cho các em. Sẽ có hai thử thách. Thử thách đầu tiên, bình thường anh thấy con trai với cả con gái bình thường anh ghép ấy thì làm rất là dễ dàng, nhưng mà ngày hôm nay anh muốn đưa ra thử thách này dành cho hai bạn nữ là hai bạn sẽ bế nhau, tức là một trong hai bạn sẽ bế bạn còn lại, và ai bế cũng được, các bạn có thể tự nghĩ xem là ai là người nhẹ hơn thì ở trên, còn người nào nặng thì ở dưới đó. Bạn nào nhẹ thì nằm trên, còn bạn nào nặng thì nằm dưới. Em thích nằm dưới. Ok, nên em nằm dưới thì để cho bạn nằm trên, vậy em sẽ bế bạn này nhá. Và đi qua đâu rồi? Đi qua cái bồn hoa này đi. A few moments later. Cố lên. Ôi trời. Có vẻ cái màn bế này không khả thi nhỉ? Sao không? Được bế mà còn không mệt.
Ok, thế bây giờ thì anh sẽ chuyển nhá. Chuyển sang là mình sẽ cõng nhau đi. Cõng nhau chắc là dễ hơn đúng không? Thử đi. Nào, cõng đi, cõng đi. Thử cõng được. Đi quanh mùa bồn hoa này. Thế bây giờ em thử cõng bạn ấy xem nào, có cõng được không? Ok, bây giờ chúng ta sẽ đến với thử thách tiếp theo của chương trình. Một cái thử thách khá là thú vị, hay nhất mà anh rất là thích xem các bạn hôn nhau á. Bình thường mọi người hay khán giả hay hỏi anh là kiểu như anh có cảm thấy gato khi mà hai bạn tham gia chương trình hôn nhau hay không ấy. Nhưng mà anh cảm thấy bình thường và anh khá là thích xem những cảnh người ta hôn nhau á. Tôi chưa gặp cái trường hợp nào mà nó như thế này. Các bạn sẽ hôn nhau trong vòng 10 giây hôn má rồi nhá. Thôi hôn môi anh. Hôn môi luôn. Mẹ luôn. Thật luôn. Ok, thì càng thích càng tốt, anh càng thích, anh vẫn thích xem hôn nhau mà. Thế thì hai bạn sẽ hôn môi nhau trong vòng 10 giây nhá. Ok, anh sẽ đếm, hai bạn có thể bắt đầu luôn á. Ngày hôm nay thì bạn nữ này muốn nhờ anh tạo ra cái cuộc gặp này của hai bạn để bạn ấy có thể thổ lộ với em một điều rất là quan trọng. Thì bây giờ là cơ hội của em, là giây phút của em hãy can đảm bày tỏ tình cảm của mình cho bạn ấy biết đi. Cố lên. Giờ em hỏi chị nhá, sau một cái thời gian dài như thế rồi, bao nhiêu năm chị em mình chơi với nhau, thân với nhau như thế rồi, chị có quý em không? Dĩ nhiên là chị quý em rồi. Vậy chị có thương em không? Chị có. Thì bây giờ em muốn là cái tình cảm này của chị em mình nó tiến xa hơn được không? Ý của em là nào? Chị vẫn chưa hiểu. Tức là em muốn chị làm người yêu của em. Chị có thể ôm em một cái được không? Cô nàng ý tâm mù ya. Vậy là bạn đồng ý đúng không? Chị xin lỗi. Nhưng tại sao? Tại sao em lại từ chối? Anh muốn biết tại sao? Vì em thích anh. Em trêu anh đúng không? Sao tự nhiên bây giờ thích anh là sao? Tức là em nghe anh nói này, dù là bọn mình quen nhau hay chăng nữa, nhưng mà đây là một chương trình nghiêm túc, em phải nghiêm túc tham gia chứ em không được trêu anh. Em nghiêm túc mà. Anh là người bạn này đã nhờ anh để anh giúp cho cuộc gặp ngày hôm nay. Lại từ để em nói ạ. Mà bây giờ em nói như thế là như nào? Bây giờ bạn ấy sẽ như nào? Em nói đi. Bạn ấy là do em nhắn tin nhờ bạn ấy, bảo bạn ý là nhờ anh ghép đôi với em với bạn ý. Em không ngờ là chị nhờ em tạo ra cuộc gặp gỡ này thực ra là để cho anh và chị gặp nhau. Thật sự chị được. Nhưng mà tại sao em phải làm như thế? Em có thể nói thẳng với anh mà. Tại sao em phải làm tất cả mọi thứ như này? Em không dám nói. Thật sự bây giờ anh không biết là phải làm như nào nữa. Anh không dám tin đây là sự thật luôn á. Anh vẫn đang nghĩ là anh ghép cho hai em. Và anh chưa bao giờ nghĩ là em sẽ thích anh. Dù bọn mình có nói chuyện với nhau khá là nhiều hay là có quen nhau. Em thấy anh khá là quan tâm em mà. Anh có quan tâm em, anh công nhận điều đấy. Nhưng mà em không thích cái thái độ của anh. Thái độ của anh làm sao? Tại sao lúc bạn ấy nhờ ghép đôi em với cả bạn ấy anh lại đồng ý chứ? Thì anh nghĩ bình thường là... Anh biết là em thích anh ấy. Anh không biết điều đấy, anh chưa bao giờ biết điều đấy. Kiểu có nói chuyện với nhau, ừ, hợp thật. Anh có quan tâm em mà. Có quan tâm, kiểu bởi vì là em cũng hay chia sẻ những chuyện buồn với anh nên là anh quan tâm em như những người bạn bình thường thôi. Chứ anh không bao giờ nghĩ cái câu chuyện là em sẽ có tình cảm với anh luôn á. Anh không tin em thích anh à? Thật sự ngày hôm nay thì em ấy rất là, nói chung là em đã rất là lấy đủ can đảm rồi để có thể nói chuyện với anh. Em cảm thấy rất là bực mình, cũng rất khó chịu.
khi lúc bạn ấy bảo anh là ghép đôi với em, anh đồng ý luôn. Lúc bạn ấy hôn em hôn bạn ấy, anh cũng dửng dưng. Kiểu như là anh chỉ nghĩ đơn thuần là khi mà bạn ấy nhờ anh thì anh giúp thôi. Chứ anh không bao giờ nghĩ là em có tình cảm với anh luôn á. Bình thường em nói chuyện với anh, chẳng anh không phát hiện ra cái gì à? Kiểu tính anh em biết mà, tính anh kiểu nó bình thường vô lo vô nghĩ, kiểu không bao giờ nghĩ sâu xa là quá là cái việc là thích cái gì á, anh chỉ nói chuyện vui vẻ bình thường thôi. Nhưng mà kiểu như là ngày hôm nay khi mà em đã làm tất cả những cái thứ này với anh thì anh thực sự cũng cảm thấy là từ trước giờ chưa có ai làm với anh như thế này cả, nên là anh vừa bất ngờ và anh đến bây giờ tâm lý của anh vẫn còn chưa bình thường lại được luôn á, anh vẫn còn tay vẫn đang run này. Nhưng mà chúng ta dù sao cũng vẫn còn độc thân, cả hai cùng đều độc thân và nói chuyện với nhau khá là hợp, thì bây giờ như này nhá. Và mình cũng vẫn nói chuyện với nhau như bình thường, vẫn tìm hiểu nhau, chỉ là mình sẽ suy nghĩ một cách khác, là suy nghĩ theo hướng là một mối quan hệ, xây dựng một mối quan hệ nghiêm túc. Nếu như anh không dám hứa là chúng ta có thể có duyên với nhau, có thể đến được với nhau hay thành một đôi hay không, nhưng mà chúng ta cũng sẽ tìm hiểu nhau, sẽ nói chuyện với nhau nhiều hơn. Nếu mà hợp thì chuyện gì đấy nó sẽ đến thôi, được không? Ok không? Ok. Ok.